get out there. Yeah, and then we do a Call of Duty Advanced Warfare. Thì hôm nay mình không biết làm gì hết. Làm cái video này cho em xem. Taking the advantage. Rồi. Cũng ông được. Oh shit. Ok. Thì hôm nay cũng không có gì làm nữa. Mình làm cái này cho em xem. Hết tiền rồi đó. Oh shit. Friendly UAV above. Okay, đây, mình chắc chắn mình sẽ không nói nhiều bởi vì kiểu này mình nói nhiều sẽ bị mất tập trung. Đây mình đang dùng súng sực đinh nên mình không thể bắn xa được. Enemies advancing. À đây đây đây. Okay. Chết mất mình giết được. UAV online. Oh shit, shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Fuck. UAV is online. Bấm đúng nút thì đột nhiên UAV is online. Okay. Okay. Trời. Well. We're winning. Well. Ba thằng. Revenge. Mình động đó. UAV is online. Mày. Ok bình tĩnh. Enemy recon drone inbound. Nhìn đổi súng. Oh.
Enemy UAV online. Cứ mình tới là nó giết mình chẳng đợi nãy giờ cái sao mang tệ thế không bao nhiêu video xem chứ mình em nó mới vừa dễ đáng lẽ là phải chút sớm hơn mà do nói chung là lười không có cơ hội để chút maybe không như video xem bye bye. UAV is online. Bấm đúng nút thì đột nhiên UAV is online. Okay. Ôi. We'll. 3 thằng. Revenge. Video có đủ tí ác viên sức vô phía thì hôm nay mình không biết làm gì hết làm cái video này để em xem cái quá rồi cũng ổn định. Oh shit. Ok thì hôm nay cũng không có gì làm nữa, mình làm cái này cho anh em xem để buồn. Friendly UAV above. Okay, so. Mình chắc chắn mình sẽ không nói nhiều bởi vì đây mình đang dùng súng sực đinh nên mình không thể bắn xa được. Đây. Okay. Chết mẹ mình giết được. Enemy UAV online. Chỗ này mà nói nhiều sẽ bị mất tập trung. Okay.